Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel. Hôm nay thì nhân dịp mà ghé thăm anh Minh sau ngày mà một tuần anh mất thì Quốc Chiến cũng rất là vui khi mà đã đủ tiền để mà hỗ trợ cho bạn Văn mua xe. Ở đây thì gặp chú nè, đang ăn cơm. Ăn được không chú? Ăn được. Rồi mấy bữa nay nghe cô nói là sức khỏe chú cũng yếu lắm, chân nó sưng lên không có xẹp xuống rồi chú? Dạ. Mọi người xem này, cái chân của chú bây giờ là nó sưng nè, sưng húp đây nè mọi người. Bình thường, ôi, bình thường mà sưng như vậy chú uống thuốc chưa là nó đỡ, nhưng mà giờ chú uống xuống cũng không có xẹp xuống nữa. Da chú mỏng lắm ạ. Ở đây nè, cái tay mà chạm vô là bị thương liền, da mỏng. Cái thời gian trước khi mà chú bắt đầu bị bệnh nặng á, là anh Minh cũng đang rất là nặng, vì thế là cô không thể nào đưa chú đi bệnh viện được, phải ở nhà chăm sóc cho anh nữa. Sau một cái thời gian như vậy là cái sức khỏe chú cũng chuyển biến không được tốt lắm. Thôi cho ăn cơm nha, ra ăn nhiều. Bữa giờ mấy cái đồ của anh Minh mình giữ lại hay là mình đốt kia có? Giữ lại hết anh ơi. Giữ lại hả? Giữ lại hết. Mệt gió gì hôm qua em cũng nằm gió đó, em cũng lấy gói ơi, nó ghét chân em ôm rồi mà nó cũng em cũng nắp luôn, nằm trên giường đó luôn mà quần áo đồ nữa cũng có đó, cũng có gửi đi chung vô trong cái quan tài đó. Dạ. Cũng có và ba cái. Chứ mình không có đốt rồi, à? Có đốt không mới không? Đốt mà cái bao đó đó, bao mà bác kiếm ra được đó, cắt hết nút rồi đó, bao đó đó, không có đốt cho nó. Yeah. Giống như là mình tính cho nó có đủ tài, yeah, có mặt vậy thôi. Còn nó qua bên kia thế giới rồi. Còn lại là quần áo mình chỉ mặc. Vậy hả? Quần áo của nó thì để đi nhà. Là cái giường rồi chiếu của ảnh rồi cũng để nằm luôn hả em? Để nằm luôn, em nằm luôn. Em lên em nằm lên. Giặt sạch sẽ rồi mình nằm, không sợ gì hết. Mình thương tụi nó lắm. Dạ. Mình thương lắm. Mỗi khi mà bác bà la đó là mình đứng ra mình binh đó. Dạ. Mình binh rõ nè. Trời ơi má ơi. Vâng, làm gì mà để bác la. Tuổi trẻ tụi tôi bài đâu rồi, em chạy lúc yên. Ví dụ ha, ăn xong mấy ai gọi là để đó luôn. Nhà bác phải vô bác dọn. Có nó cái công dân này nè, nó ăn nó bài. Má thông cảm nó đi. Nó mất đi là. Rồi nó còn lo hai đứa con nó nữa. Nó tới đây với con là quý rồi đó. Má làm đi. Binh vậy đó. Xong rồi còn nói nữa, tuổi trẻ tụi con là như vậy đó. Ăn rồi để một lát nữa rửa luôn. Rồi nói, không có mỡ dầu gì hết. Mỡ một tà nước rửa sơ, cá chán xong rồi máng lên. Cái nào có mỡ hả để. Rồi bác la, bác tìm ra tôi để nhiều. Thì bác la. Hôm nay thì hôm trước mà mọi người xem video Chiến thì Quốc Chiến cũng giới thiệu cho mọi người anh Jim á. Mấy lần trước thì anh Jim ngại lắm vì mình lạ nên anh không có lên hình. Hôm nay thì anh mới lên hình. Lần đầu tiên là anh quay em lên hình đó. Trời ơi. Chứ hồi xưa bây giờ là hồi 2010 rồi là em thân hay vậy. Dạ ha, che là hả? Kiểu hồi sau đàn Minh nó la dữ quá mới bỏ ấy. Ai xuống chụp hình với nó đàng hoàng. Còn hồi đó là vậy. Không có cho ai quay gì hết. Vâng, hôm nay giới thiệu lại Jim cho mọi người cùng biết đi. Tại vì á hả? Tại vì biết sao mọi người rất là ấn tượng với bạn luôn. Vì bạn Jim này là người yêu của Minh. Người yêu của Minh chăm sóc Minh từ ngày mà Minh nằm bệnh tới giờ. Là chăm sóc ăn uống ngủ nghỉ rồi ẩm lên xe lăn rồi đĩa đái gì chăm sóc đó. Vệ sinh cá nhân rồi cái vết loét ở đằng sau lưng á. Ngày nào Jim cũng ngửi vết thương hai lần. Các bạn, những cái lần trước mà Quốc Chiến ghé thăm mà thấy anh Jim cũng rất là tận tình chăm sóc cho anh mình, anh ngại lên hình lắm. Nhưng mà hồi xưa sao mà anh Jim quen được anh Minh hay vậy? Mình gặp nhau ở đâu? Dạ, ở quận 6. Quận 6 hả? Dạ. Lúc là đi đâu mà gặp? Dạ, em ở nhà trọ đó. À. Nhưng mà lần đầu tiên gặp trong cái tình huống nào? Thì anh hẹn đi cà phê. Xong cái ấn tượng đầu tiên là ảnh của ảnh là to con, chạy xe to cái bự nữa, đập vô phố sao sao kỳ vậy, sao mà hồi đó lúc đó ngại không cái có trai gì?
không có, ý là hồi đó thấy sao bố mà người vậy mà bị gì vậy, vậy là không có ngờ là anh bị dưới tới thứ ba. Xong cái mới từ từ cái quan ảnh với em mới biết là con người ảnh tốt à, ha. Thân thiện. Thì điều gì mà anh Diêm ấn tượng nhất ở An Nguyên? Hồi đó em ra Sài Gòn là anh hỏi em có đi coi phim bao giờ chưa, em mới nói là chưa về. Bắt đầu anh bữa đó là chỉ hẹn cà phê thôi, em nói là em không có tiền đâu, anh nói thôi để anh mời cái anh mời đi coi phim luôn. Xong cái coi cái bộ phim là chơi thì chịu quá à. Xong cái ấn tượng là tới giờ luôn là cái bộ phim đó luôn. Là bắt đầu từ đó là em với anh Minh là đi cà phê ngoài, bắt đầu quen dần dần rồi. Chừng nào thì mới về ra mắt gia đình? Lúc ra gia đình là lúc đầu con anh Minh chỉ hỏi bác là bác có thích người da đen không, bác đúng không? Thì bác vô tình bác trả lời là người da đen hay người da trắng gì cũng là người, miễn mà người ta tốt, người ta biết chuyện là được rồi. Dạ. Thì lúc đó mình đâu có hiểu là nó tỉnh quen gì chuyện đâu. Lúc đó nó cũng có quen nhiều người lắm nè. Dạ. Mình đâu biết đâu, mình cứ trả lời ngây thơ vậy đó. Bà già mình trả lời ngây thơ đó. Người da đen hay người da trắng gì cũng như nhau thôi. Dạ. Bình thường. Tại sao mà con lại hỏi má vậy? Nó nói thì tại con nghe người ta nói phân biệt người da đen với người da trắng. Cái lúc đó mình cũng không có vậy được. Người nào cũng là người. Da đen, da trắng gì cũng là người. Rồi khi nào thì con mới biết là An Minh quen với bạn Diêm? Cái bữa bà nội nó mất, bà nội nó là 90 tuổi mất. Yeah. Ngày đầu tiên á, nó đi đốt nhang bà nội. Đi đốt nhang bà nội nó chở Diêm tới. Nó chở Diêm tới. Vậy mà nó cũng nói là bạn bình thường thôi, thì mình cũng nghĩ bạn bình thường thôi. Từ từ nó về nó kể, con thích Diêm lắm, con thích Diêm. Sau này á, con không quen ai hết, là con chỉ quen một mình Diêm. Giờ mới biết. Mới biết là nó thích Diêm. Trong lúc mà trước đó nó có quen, nó quen nhiều lắm, nó quen thằng Thọ, thằng Nghĩa, thằng gì quen nó nhiều lắm rồi nha. Mà không có không có thương, nhưng mà nó thương Diêm. Nó nói là ở đây về sau con hết quen với ai, con chỉ quen Diêm thôi. Đó. Là mới biết từ từ mới biết. Chứ lúc đầu mình cũng không biết là nó là có giới tính thứ ba nữa, là giấu dữ lắm. Dạ. Nhưng mà khi biết thì cô thấy thế nào? Có chấp nhận ngay luôn hay sao? Thì bây giờ mình tại mình thương nó quá mà, con mình thương nó thì nó thích đâu mình chiều nó thôi. Tức là cũng không có quan tâm là con mình là giới tính thế nào không quan trọng ha. Nghĩa sao là con mình được. Lúc đầu cũng có nói là sơ sơ. Dạ. Nó thương biết rồi, nó thương biết nó là như vậy rồi. Nó được chịu thua luôn. Cương quyết, nó nói nó là vậy, con đã có như vậy từ nhỏ rồi, không có mới đây đâu má ơi. Nó có phân trần như vậy hoài luôn đó. Dạ. Rồi thôi bây giờ cũng theo thời rồi, ở theo thời rồi bây giờ thôi, nó thích đâu thì mình cũng thích đó đi. Mình thương mà, thương con mà. Thương con thì chiều con luôn. Dạ. Và quả thật là anh Diêm cũng là một người rất là tốt. Vì trong 3 năm mà quen với lại anh Minh á, thì là hết 2 năm là anh ở đây để mà chăm sóc cho anh Minh rồi. Hai cái năm mà anh Minh bị bệnh nặng các bạn. Tốt lắm, nhiều người khen Diêm lắm. Dạ. Mấy ở nhà gia đình người nào cũng khen Diêm có như là tự tế tốt. Nhất bác trai nói Diêm sao đấy. Người giống như Diêm bây giờ là từng chủng hết rồi, đâu có ai mà chịu ở tới mà cũng 20 tháng luôn. Yeah. Bỏ hết công việc luôn, không đi làm gì hết ạ. Công việc để mà lo, tập trung lo hết cho mình. Rất là quý. Mình cũng mang ơn gia đình đó. Mình nói nó có điều kiện nào mình cũng phải mang ơn gia đình là trả. Thì đẻ cái con ra là con người ta lo cho con mình không á. Thì mình cũng nghĩ tới cái chuyện vậy nữa. Mình cũng biết là mang ơn gia đình của Diêm. Dạ, yeah. Thì bây giờ Diêm cũng giống là con của cô trong nhà luôn rồi. Thì bây giờ là như vậy. Trước khi mình nó như vậy đó, mình cứ kêu mình là thiều thào nói, mà lúc đó là chưa. Lúc đó là quặn mặt, quặn mày, bặm môi rồi muốn đi hoài đó, mà không đi được đó là nhờ mình đọc kinh đó. Xong đó mình nói, má ơi, nhớ nha má, con mà có rủi ro cái gì rồi má lo cho Diêm giùm con nha. Xong rồi kiểu chị lại cũng nói y vậy đó, chị ơi,
lo diêm giùm em đó, cứ nói như vậy. Chia sẻ mọi người luôn là trước đây là anh Jim mà làm dạng như giao hàng tiếp thị cho cái quán tạp hóa. Từ ngày mà anh Minh bị bệnh á, là anh Jim nghỉ làm hẳn luôn để mà chăm sóc cho anh suốt 2 năm trời qua, là phụ cô chăm sóc này các bạn. Con biết là chăm sóc người bệnh rất là cực, và khi mà anh chăm sóc giờ là anh cũng hy sinh tất cả công việc và những mối quan hệ khác của mình. Những ngày qua thì khi mà anh Minh mất thì cũng rất là nhiều người ấn tượng với lại anh Jim, tại vì anh rất là chân thành, rất là lo hết mực cho anh Minh luôn, tới cái phút mà cuối luôn á, đi đâu cũng thấy là nhắm đọc kinh Phật cho anh. Đúng rồi, lúc nào cũng vậy, dù cho Minh đang bệnh đó mà Minh khó thở đó, mà Minh kêu là nắm hai cái chân rung rung cho anh đi, nắm rung đi là trợ thở cho anh đỡ mệt. Vừa rung băng khuya luôn á, vừa rung chân vừa đọc kinh. Mình thấy nhìn mấy cái cảnh đó mình thương Diêm lắm. Nói thiệt, đi đâu mà kiếm người vậy mà lo, mình là mẹ mình lo không được vậy đó. Nắm hai cái tay nó rung rung lát là mỏi rồi, mỏi tay lắm. Mà Diêm làm nguyên đêm luôn, mà vừa làm mà vừa đọc kinh luôn. Nên là rất là quý trân trọng những ngày giờ đó. Anh Diêm có nhớ cái kỷ niệm nào mà nhớ nhất với lại anh Minh không? Có rất là nhiều kỷ niệm, tại em với anh Thi lúc nào cũng vui hết. Dạ. Rất là nhiều kỷ niệm, đặc biệt là anh rất là thích về quê em chơi. Về quê hả? Anh về quê ở dưới quê em, ai cũng mến, ai cũng thương từ nhỏ tới lớn, từ những đứa con nít và ai cũng thương anh, tới mấy người già. Anh già rất là tốt, rất thân thiện, rất là vui tính. Đi đâu anh cũng thương, chứ lại hay làm từ thiện. Là cũng đi với lại anh Jim nhiều nơi đấy ha. Dưới quê anh là ở đâu anh? Ở Trà Vinh. Trà Vinh hả? Vậy chắc hai người cũng về quê dưới đó chơi nhiều đó ha. Dạ, về được 4 lần. 4 lần à? Dạ. Khi mà trước khi anh về bạn ha, chứ sau khi về bạn là đâu có xuống dưới đó lần nào nữa không anh? Dạ, trước khi anh bị bệnh là anh có, trước 1 tháng thì bắt đầu bệnh anh có xuống em. Xuống dưới quê em xong cái lên em tầm 1 tháng bệnh. Lúc đó là anh bị cái đá tạ đè trên đầu, rồi anh có cái biểu hiện là đau lưng rồi. Xuống dưới quê em anh cũng có cái bác sĩ hỏi có mua thuốc có gì uống không, thì anh nói là có rồi. Sau đó đem thuốc cho bác sĩ ở dưới quê em xem, là bác sĩ nói là thuốc này chỉ là thuốc giảm đau, nó không hỗ trợ cho xương sống. Rồi anh uống thuốc giảm đau nguyên 1 tháng. Thế lên tới đây anh tầm lên đây lên dự từ quê lên Sài Gòn tầm 1 tháng nữa là bắt đầu anh bị liệt luôn. Anh bệnh cái là anh ngã xuống anh té luôn. Thuốc giảm đau do anh uống thuốc giảm đau một phần, thuốc giảm đau ba chén máu còn chén với lại uống thuốc nam, tại vì người ta chỉ uống thuốc quá trời. Xong cái mà đến anh té rồi anh đi chịu đi bệnh viện Chợ Rẫy, mà trước đó anh đã đi dùng bệnh viện thần kinh nội, thần kinh quốc tế với là bệnh viện đông y. Sau đó anh té anh ngã anh mới chịu đi dùng bệnh viện Chợ Rẫy. Thôi, chuyện của quá khứ thôi, buồn quá mình đừng nhớ nữa, mình nhớ cái chuyện nào vui thôi anh Jim. Để cho anh cũng đi thanh thản rồi ha. Hôm nay thực ra Quốc Chiến vào là để mà trao cái tiền hỗ trợ của mọi người cho cô, cũng như là để cho bạn Văn mua xe. Thì rất là vui khi mà được mọi người chia sẻ thêm câu chuyện của anh Jim. Thì cũng biết là lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho mọi người biết luôn. Anh là một cái người mà rất là tốt, tận tụy chăm sóc cho anh Minh suốt 2 năm nay. Tết này anh Diêm có về quê không? Dạ, em 28 em về, mùng 2 em lên. À, cũng chân. Chân của mình nó thương, nó rất là nặng, mà nguyên một đêm mình không có ngủ. Mà nhiều lúc mình bắt mình yêu nhờ gặp chân ga vậy nè, gặp ga gặp vô rất là nặng. Bước vô mà nó mới đỡ. Nhưng mà
đêm em lâu lâu em lên em phụ thôi mà em đã thấy nổi lắm rồi, như là cơ bắp như thế làm ơi chuột không à. Hôm nay ghé qua thì cũng chia sẻ cho mọi người thêm được một cái câu chuyện rất là thấm đẫm tình người, để cho mọi người có một cái nhìn nó mới mẻ hơn ha. Đặc biệt là trong cái xã hội hiện nay vẫn còn rất là nhiều người kiểu như là có một cái nhìn không tốt về những cái người ở thế giới thứ ba, đúng rồi. Và hôm nay thì cô cũng là giống như là một trong những cái thế hệ phụ huynh tiên tiến á, đây cũng nhìn nhận cái vấn đề đó hết sức là bình thường. Nó cũng giống như là những con người bình thường á, cùng họ cũng có những cái mối quan hệ tình yêu rất là đẹp. Mẹ em thương lắm. Mẹ lúc đó là mình vui với em đó, mình quen bạn khác. Mẹ em cũng bình thường, đến chỗ tao ngủ trời đó bình thường, mẹ em cũng không có ý kiến gì. Thế giới thứ ba đó, bây giờ nhiều người thì thị nhưng mà đây thế giới thứ ba, em cũng chơi, em chơi được với thế giới thứ ba thôi chứ chơi với không rất là dễ thương. Thế giới thứ ba ai cũng dễ thương. Nhưng mà khi mọi người ý là mọi người mà bày tỏ ra với lại xã hội xung quanh thì có gặp nhiều cái trắc trở không? Dạ, mà không có gì nhiều, tại vì như là cũng hay bị mấy đứa nít nhập ghẹo cũng không. Bây giờ xã hội cũng tiến bộ hơn rồi ha, người ta cũng không còn như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì chắc là gặp nhiều cái trắc trở lắm, nhiều bị mọi người xa lánh này kia, nhưng mà bây giờ thì điều đó là hết sức bình thường rồi. Nó hôm nay của Chiến cũng ghé thăm gia đình cũng như là để mà chia sẻ cho mọi người những câu chuyện rất là ý nghĩa, đúng không ạ? Rất là cảm ơn mọi người trong cái thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ của Chiến nha. Thì hẹn gặp lại mọi người trong những cái video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào mọi người.